kính làm lễ tam nhất tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên. Chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã quá vãng, cầu mong cho các lễ tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nơi nhàn cảnh. Bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, duyệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngẩm nơi tâm. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tam-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ, dạ có tu nữ hôm nay cùng toàn thể đạo tràng, dạ sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh thọ trì quy giới Avatara xin được nhường lại cho Sít Lương Si Nhật Huỳnh. Kính mời Sít Nhật Huỳnh. Dạ sa thú kính cảm ơn Minh Vát Tha Ná. Dạ cảm ơn Sít Đàn Đông cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Thầy Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Huỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Huỳnh mến chào Châu Phan, kính chào Huynh Vát Tha Ná. Dạ, mến chào Sức Trần Đạo, kính chào Ánh Bình Minh, kính chào Chanh Đá Rá, mến chào Thi An Lạc, mến chào Sức Phạm Đông, kính chào Hiển Mộng, kính chào IQ Em Đó, kính chào Ngọ Sắc. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Nhật Huỳnh, kính chào Đạo Tràng, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh là Từ Vi Hoan Hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng, truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Huỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Nhật Huỳnh cũng xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Sức Rạng Đông đã mở Zoom và cho nghe bài pháp của sư Bửu Hiệp. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, sa thú kính cảm ơn Minh Quát Tha Ná đã cho bài học. Dạ, bây giờ con không biết đại đức có trước máy không bạch sư. Nếu sư có trước máy, sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính ni ân sư. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức tiểu đức Từ Bi Hoan Hỷ cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 73. Nhật Huỳnh kính mời Huỳnh Quát Tha Ná, mến mời Sích Trần Đạo, mến mời Sích Rạng Đông. Bữa nay đạo tràng mình vắng quá, những giọng kệ vàng. Dạ, Nhật Huỳnh kính mời tất cả quý vị trong đạo tràng, vị nào có thể xin đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn rằng bàn tay đang đông. Dạ, bây giờ thì con kính nhân bích đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 73. Asatang pha quang ichay ya purekharan chafik khu su awase sucha iksariyan pucha Parakule Sucha, ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tỉnh xá, muốn mọi người lễ kính. Và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu cuồng vọng tiếng tâm, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm, quyền quy tu viện cao sang, muốn người đưa đón lộng vàng lộng hoa. Dạ, anh phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kể. Asatang pha quang nghị chay ya Vure kharan cha phi khu su A wa se su cha i Sari yang Pucha parikule su cha.
Asatan phawang ichaya Bure karang cha phi khusu Awase su cha ik sariyang Ucha parikule su cha Asatan phawang ichaya Bure karang cha phi khusu Awase su cha ik sariyang Ucha parikule su cha. Dạ con xin hết, con xin xuống mất ạ. Xin mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Cô tu nữ Thâm Mát Giá Rí, con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 73. A san tăng pha quăng ích chay giá Pú rách kha răng cha phít khu su A hoa xê su cha ít sa ri yăng Pú cha pa ra cu lê su cha A san tăng pha quăng ích chay giá Pú rách kha răng cha phít khu su A hoa xê su cha ít sa ri yăng Pú cha pa ra cu lê su cha A san tăng pha quăng ích chay giá Pú rách kha răng cha phít khu su A wa se su cha it sa ri yang pu cha para ku le su cha. Ưa danh không tương xứng, muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa tại tịnh xá, muốn mọi người lễ kính. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A san tăng pha quăng ích chay giá pu rai kha rằng cha phích khu su a wa se su cha is sa ri yang pu cha para ku le su cha. Người ngu cuồng vọng tiếng tâm, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm, quyền quy tu diện cao sang, muốn người đưa đón lộng vàng lộng hoa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cái này thì là một tâm mưu bất thầy á, là một tâm bài giá, là một sân thầy á. Con kính đảnh lễ, tôi có minh hạnh, đại đức tỉnh đức, cùng sư tôn đức tăng. Kính lễ, cô tư mễ khâm mai xa lý, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 73 ạ. À san tăng ba bằng ít chay ya ô ra kha ra cha biết nó khó su à wa se su cha ít sa li yang ô cha pa e tu le su cha à san tăng ba bằng ít chay ya ô ra kha ra cha biết nó khó su à wa se su cha về dân cứ cha vô ra người số cha như dân không tương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo như quyền tại tỉnh xá muốn mọi người lễ kính. Đó là khổ tôi của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À san tăng ba bà văn mi chỉ giá bu rê ta ra cha biết nghe thế su A sa che su cha is sa ri yang u cha pa ra tu le su cha. Người vô cùng động tiếng tâm, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm, quyền uy tu những cao sang, muốn người đưa đón lộng vàng lộng hoa. Đó là khổ cơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Kinh Quá Thanh Na đã mất bài ạ. Dạ, kính mời chị Cẩm.
Dạ, sa thú kính cảm ơn sư Trần Đạo. Dạ Nam mô Bụt Tha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài Pháp Cú số 73. Á Sang Tăng Pa Quang Ít Chay Giá Phú Rét Kha Ranh Chá Bích Khú Số A Hoa Xê Xú Chá Ít Xá Rí Văn Pu Cha Pá Rá Cú Lê Xú Chá Á Sang Tăng Pa Quang Ít Chay Giá Phú Rét Kha Ranh Chá Bích Khú Xú A Hoa Xê Xú Chá Ít Xá Rí Văn Cú Cha Pá Rá Cú Lê Xú Chá A Sang Tăng Pa Quang Ít Chay Giá Phú Rét Kha Ranh Chá Bích Khú Xú A Hoa Xê Xú Chá Ít Sang Ít Xá Rí Văn Cú Cha Phá Rá Cú Lê Xú Chá Ưa danh không tương xứng Muốn ngồi trước tỳ kheo Ưa quyền tại tịnh xá Muốn mọi người lễ kính Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu Người ngu cuồng vọng tiến tâm Muốn ngồi trên trước chư tăng Thánh phàm Quyền uy tu viện cao sang Muốn người đưa đón lộng vàng lộng hoa Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức Và Cẩm Vân đã ôn bài xong Và mến mời bàn tay Huynh Phách Thá Ná Và kính mời quý vị nha Dạ, sa thu lành tại sư Cẩm Vân Dạ, kính mời cô tu nữ Thammachari mà không biết cô có chức máy không là cô Thammachari Dạ, chắc cô cũng có chức máy hả? Vậy con xin được ạ. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá. À, dạ. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ Tham Ma Chari. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room và con xin được kể kinh pháp cú số 73 à san tăng pha quang y chaya pure karanja bhikkhu su avase su cha isariyang puja parakusle su cha à san tăng pha quang y chaya Pure karanja piku su awasesu jai sariyang puja paru kuresu ja asantang pawang ijaya pure karanja piku su awasesu jai sariyang puja para kuresu ja Ưa danh không tương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo Ưa quyền tại tịnh xá muốn mọi người lễ kính Bản dịch của Ngài Minh Châu Người ngu cuồng vọng tiếng tâm Muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm Quyền uy tu viện cao sang Muốn người đưa đón vọng lọng vàng lọng hoa Bản phổ thơ của Ngài Di Đức Nam Mô Bụt Tha Gia Con xin được xuống mic Kính mời cô tu nữ Thammachari và kính... Đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn vừa quang lâm đạo tràng. Dạ, cảm ơn quý Phật Thánh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ, dạ. Cảm ơn cô Giảng Đông Quân Nhật Quân đã cho biết là nghe rõ. Dạ, con Tham Ma Cha Ri, kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Nhẫn, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Cùng chư Tôn Đức Tăng ở những đất này mà con không được biết. Dạ, xin...
Kính chào toàn thể quý vị. Dạ, cảm ơn quý Bà Tà Na đã bước bài. Dạ, con xin phép được trả bài Pháp Cú Kinh 73. A san tăng qua hoàng viên cháy giá bù đề kha ranh cha phình khô sơ. A qua yên sa di giang bù cha ba ra cu lê sô cha. A san tăng pha quảng nguyên cháy giá bù đề kha ranh cha phình khô sơ. A qua xê sô cha yên sa di giang bù cha ba ra cu lê sô cha. A san tăng pha hoàng nguyên cháy giá bù rê kha ranh cha phình khô sơn. A qua xê sơ cha yê sa di giáng bù cha ba đa u nê sô cha. Ưa ranh không tương xứng muốn ngồi trước tỳ kheo, ưa quyền tại tịnh xá muốn mọi người lễ kính. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu cuồng vọng tiếng tâm, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm, quyền uy tu viện cao sang, muốn người đưa đón nọc vàng nọc hoa. Đó là thổ thơ của Hòa Thượng Thế Đức. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Chắc giờ này ít người, hôm nay ít người quá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã đỡ mất dầm. Dạ, mời cô. Xa thù kính cảm ơn cô tu nữ thân má cha trí. Dạ, dạ. Có cô lên kệ chắc có lẽ là sẽ mọi người vào đông hơn. Dạ, hôm nay thật là vắng. Dạ, cảm ơn răng đông. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức tuệ nhẫn cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý ba quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu Pháp Cú Kinh số 73. Dạ, cảm ơn Minh Phát Thanh Á cho bài học. A san tăng pha quăng ích chay giáp bu rác khà đành cha bích khu su a sa sê su cha ích sa ri nhăn bù cha ba rác cu lê su cha. A san tăng pha quăng ích chay giáp bu rác kha đành cha phích khu su a sa sê su a ích sa ri yang bu cha ba ra cu lê su cha. A san tăng pha quăng ích chay ya bu ra kha đành cha phích khu su a sa sê su cha ích sa ri yang bu cha ba ra cu lê su cha. Ưa danh không tương xứng muốn ngồi trước tỷ kheo, ưa quyền tại tịnh xá muốn mọi người lễ kính. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. A sanh tăng pha hoàng nghịch chay gia bồ ra kha ranh cha phật khu su a sa sê su a ích sa rê giang bồ cha ba ra cù lê su cha. A san tăng pha quần ích chay gia bồ tát kha ranh cha phích khu su a sa sê su a chích a sa sê su cha ích tha ri văn bồ cha ba ra cù lê su su cha. Người ngu cuồng vọng tiếng tâm, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh tăng ngồi, muốn ngồi trên trước chư tăng thánh phàm, quyền uy tu viện cao sang, muốn người đưa đón lộng vàng lộng hoa. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng và kính chào chư đăng như vào đạo tràng. Và con đọc 3 lần, kệ 2 lần là 5 lần để chờ coi có vị nào vào không. Cũng chưa có thấy vị nào vào. Thường cầm mic để đọc kinh. Thì thôi, có bao nhiêu thì
thì ôn bài bấy nhiêu để cho có thời gian để Đức Thầy nhận dạng bài sớm. Quý vị có đồng ý hay không ạ? Có đồng ý không cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ? Dạ, sa thủ Quỳnh. Cảm ơn Thích Trần Đồng. Dạ, sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân để Đức Thầy Đức đã từ bi cùng chúng con ôn bài Pháp Quốc Kinh số 73. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Minh Quá Tha Na Xích Trần Đạo Xích Trần Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ bây giờ thì cũng còn sớm mấy phút thôi. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Câu Pháp của Kinh số 74. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bô Tha Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bô Tha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 40 năm hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng biên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 74. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa Dạ sư có nghe âm thanh con? Dạ con kính dâng minh đến sư ạ. À, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Thân chào tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, một tuần nữa lại qua. Cuộc sống thì chúng ta thấy ngày nào cũng chỉ có mấy cái sắc. Chỉ có bảy cái sắc, nó cứ quanh quẩn qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi của chúng ta thôi. Và lúc nào chúng ta cũng lầm tưởng là ai đó, là con người nào đó, là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Và chúng ta thấy chỉ có bảy cái sắc này nó đi qua các căn, nó đi vào các căn tinh dấu, mà nó cũng không phải là vào hẳn. Có cái thì chúng ta ăn, chúng ta nhai vị. Còn cái hình ảnh thì nó ở bên ngoài, nó chỉ in dấu rồi nó mất cái âm thanh. Hay là cái cứng cái mềm đó. Nhưng mà thế giới này chúng ta luôn luôn bị mù lòa, bị điên đảo. Và chúng ta cứ tưởng kiếp sau là chúng ta có được một cái gì đó. Nhưng mà kiếp sau thì sanh ra sáu căn, có sanh ra làm người đi chăng nữa thì bảy cái sắc này cũng quanh quẩn suốt cả một đời. Rồi sanh lại kiếp người nữa cũng lại bảy cái sắc này nó cũng chỉ quanh quẩn ở cái sắc bên ngoài đó. Còn cái sắc bên trong của chúng ta thì gồm có 27 sắc pháp. Rồi nó có 5 cái sắc thần kinh là cái sắc thô để nó tiếp nhận 7 cái sắc ngoài đó thôi. Còn những cái sắc tế nó luôn luôn đang ở trước mặt của chúng ta, nhưng mà đời sống của chúng ta thì nó rất là thiếu chánh niệm. Do vậy mà
Chúng ta luôn luôn đi tìm một cái gì đó để thực hành, để mà để đạt được một cái điều gì đó. Dường như là chúng ta thích đạt một cái điều gì đó hơn là chúng ta hiểu về những cái thứ này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Và các bạn hỏi tôi rằng là sư có cái gì không, thì xin thưa với quý vị rằng hàng ngày thì chỉ để hiểu bảy cái sắc này thôi nè. Là đã làm không được rồi. Nói nhiều làm chi, phải không ạ? Thì chúng tôi chỉ nói cho quý vị lời của Đức Phật. Mình hiểu, phải thực sự hiểu từng chút một trong giáo pháp của Đức Phật rất là rõ ràng. Thì chúng ta mới đạt đến cái sự giác ngộ. Giác ngộ không phải là ở đâu đó, thưa quý vị. Nếu chúng ta bỏ quên cái sắc lai hiện tại này, thì chúng ta sẽ không có cái con đường nào để giác ngộ cả. Có những điều chúng ta nói quá lớn, quá xa xôi, xa đến nỗi mà nó không thể tưởng tượng được trong một lời nói. Nhưng mà cái ở thật gần, quanh quẩn ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta hoàn toàn không có biết một cái gì hết. Thì làm sao mà thấy ra được khổ đế? Làm sao mà chúng ta thấy được cái nghe là khổ, cái ngửi là khổ, cái nếm là khổ, cái xúc chạm là khổ, cái hoan hỷ là khổ, cái tham là khổ, cái sân là khổ. Nóng là khổ, lạnh là khổ. Chúng ta cần phải luôn luôn nhớ về cái điều đó. Để chúng ta mà bỏ qua mấy cái này thì chúng ta không có cái gì để mà hiểu hết. Chúng ta chỉ nói trong mộng tưởng thôi. Và quả thật thế giới này, chúng sanh đã mộng tưởng, đã sống trong ảo tưởng từ sáng đến chiều, từ kiếp này qua kiếp khác đó. Và Đức Thế Tôn giác ngộ cái gì, thưa quý vị? Đó, trong vô lượng kiếp Ngài tạo ba la mật và giác ngộ cái thấy là vô thường đó. Quý vị thấy cái sự che phủ của cái thực tại, cái vô minh này nó che phủ cái đó đó. Mà chúng ta lại đi tìm một cái gì đó mà không hiểu nó đang là, thì không hiểu từng chút một đó, thì quả thật là chúng ta đang làm cái công việc mà gọi là tăng trưởng cái vô minh. Do đó mà chúng ta cần hết sức để ý cái điều đó. Bây giờ thì chúng con cùng với quý vị đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ samma sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namassami. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức ba ngôi tam bảo. Đức Thế Tôn đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với duyên lành, những ai có niềm tin nơi chánh pháp, người ấy thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt khỏi sanh tử luân hồi khổ đau. Con cung kính đảnh lễ ân đức tăng bảo đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến tăng bảo chắc chắn sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành trong dòng tâm nghiệp lực của mình, và nhất là đạt được ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống này và trong giáo pháp này. Phước báu phát sanh nên chúng con kính dâng đến tất cả chư tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa long phương càng khắc bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý ngài quý vị tùy hỷ phước báu thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu chi được tứ thánh đế, và kính chia phước lành này đến tất cả các cô chú bác mọi người ở Việt Nam đang bị những cái dịch bệnh, cho mau qua được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Tha nhé. Hôm nay ta lại tiếp tục một cái bài học
câu kệ số 74. Chúng con xin đọc một lần. Nam mê vát cát tăng mạnh nhất túc khi Pháp chí ta u phô mát mê quá tí quá xa át xúc kích cha kích chê xúc kích mi chí ý tí bà nát sắc sang cấp bồ ích cha mạ nô cha quát thật tí. Nghĩa Việt là mong sao cả hai hàng tại gia và xuất gia đều nghĩ rằng việc đã được chính ta làm, mong sao họ đều chịu sự điều khiển của chính ta trong mọi công việc lớn nhỏ. Có sự suy nghĩ như thế, lòng ham muốn và ngã mạn của kẻ ngu tăng trưởng. Ngày nào mà chúng ta không hiểu được Pháp Đức Phật á, thì chúng ta càng học Phật Pháp, chúng ta càng ngã mạn, càng danh lợi còn hơn cả người đời. Và thậm chí nè, nói thật sự á, có những cái tâm hồn là cái hình bóng của người xuất gia, nhưng mà cái tâm hồn nó còn nhỏ mọn hơn gấp hàng ngàn lần những cái người cư sĩ. Cái người cư sĩ đôi khi người ta bố thí rất là nhiều. Nhưng mà ở đây không phải là cái vị đó, mà chúng ta phải biết là những cái pháp ở môi trường nào cũng vậy. Nếu như mà chúng ta không thực sự hiểu giáo pháp của Đức Phật, thì cái ngã mạn, cái ganh tị tật đố, cái danh và lợi nó luôn luôn nó len lỏi vào trong cuộc sống. Bởi vì con người của chúng ta, cái sự tham ái, cái sự ngã mạn, cái tôi rất là lớn. Như vậy ở ngoài đời thì họ chạy theo danh lợi ở ngoài đời, mà trong chùa thì chạy theo danh lợi ở trong chùa. Thì chúng ta thấy ngay như thời Đức Phật chả có cái gì cả, chỉ có mấy cái bộ y và một chút thức ăn thôi. Đi giảng diệu pháp về cũng chẳng có đồng tiền nào cả. Nhưng mà cái sự danh lợi chúng ta đọc ở trong tạng luật, ở đây cái bài kệ này chúng ta thấy nó rất rất là nhiều. Thì thời buổi nào cũng vậy, ở đây Đức Phật dạy nói lên cái pháp. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là ở cái môi trường này thì nó sẽ tốt đẹp, nó sẽ thánh thiện, không có cái chuyện đó xảy ra. Mà cái quan trọng nhất là cái ngã mạn, cái tham nó sanh khởi lên, nó cũng không có quan trọng gì hết. Quan trọng nhất là cái người đó có thực sự hiểu được cái ngã mạn, cái tham này sanh lên chỉ là mặc một pháp hữu vi là vô thường thực sự không. Cái đó mới là cái mà của cái người trí đó. Chứ còn biểu ngã mạn, biểu là phàm phu với biểu là những cái bậc thánh hữu học này kia, biểu ngã mạn nó không sanh là điều đó không xảy ra được. Bởi vì pháp hữu vi nè, nó có duyên cho nó thì nó sanh. Thì chúng ta cần phải hiểu cái điều đó trước khi vào cái bài học. Và cái từ mắc mê quá, đầu tiên mắc mê quá là nó có cái nghĩa, nó họ gồm hai cái hợp từ là má má cộng với y quá. Má má thì nó cũng đồng với cái đại từ là á hăng, chỉ cho tôi hay là chính tôi hay là của tôi. Thì ở câu này nó chia theo sở thuộc cách nên là nó là của tôi. Của tôi, cái nghĩa là của tôi. Của chính ta. Còn cái từ cát tăng thì chúng ta biết rồi, cát tăng là nó là cá lý đó, cái căn của nó là căn khác. Và nó chia theo quá khứ phân từ lên là nó được gọi là cát tá, thì nó chia theo đối cách là cát tăng, lên là nó thuộc về trung tâm. Và nó thuộc về quá khứ phân từ lên là đã được làm, đã được làm.
đã được làm. Và cái từ manh nhân tú là căn của nó là căn măng cộng với giá cộng với anh thóc. Nó là cái động từ và ở đây chia theo thao động từ là số ba, số nhiều gọi là lên suy nghĩ, họ lên suy nghĩ. Còn cái từ ghi là một cái danh tính từ thuộc về lam tánh, câu kệ để chia theo chủ cấp là hàng tại gia cư sĩ, hàng tại gia cư sĩ. Gá háp, một cái danh từ lam tánh chỉ cho nhà, cái nhà. Và cái tiếp viễn ngữ y là chỉ cho cái sự sở hữu. Tiếp theo là cái từ papachita đó. Căn của nó là căn quách. Tiếp đầu ngữ của nó là pá. Tiếp viễn ngữ sau của nó là ý tá. Và câu kệ này nó cái này nó thuộc về động từ đó, mà nó được chia động từ nguyên mẫu của nó là Bắp phá chít tắc. Thì nó chia theo quá khứ phương từ là bắp phá chít ta. Năm tánh chia theo chủ cấp, mà ở đây nó là số nhiều, chỉ cho những người đã xuất gia. Những người đã xuất gia. Chúng ta biết là ngày xưa hay là ở Miến Điện hay là ở Thái Lan á, thì chư tăng á thì rất thích nghe các cái ngài giảng giải dược pháp. Thời Đức Phật cũng vậy, nhưng mà đặc biệt cái xứ sở Việt Nam của chúng ta là hầu như là chư tăng là khi mà các ngài thuyết pháp là không ai muốn nghe hết á, không ai nghe ai hết, rất ít có người. Có đôi khi nghe ở đó với Phật tử để khi nghe theo cái kiểu mà như này kia thôi, chứ còn thực sự là thực sự mà nói mà chúng ta nghe xuyên suốt mà một cái vị sư nào ở Việt Nam mình mà giảng pháp một vị sư đó mà nghe suốt là cực kỳ hiếm. Hiếm lắm. Còn người cư sĩ thì chư tăng thuyết pháp là người cư sĩ bao giờ cũng thích lắng nghe. Lắng nghe. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta không có hòa hợp và không được dạy dỗ, không có môi trường để học tập một cách đúng mức. Không được. Nên là cư sĩ thì hiểu biết nhiều, được nhiều vị giảng, nhưng mà chư tăng đôi khi vào thì nó có một cái lỗ hổng rất lớn, tức là rất nhiều vị là không có học pháp, không có học luật, chỉ nghe lỏm bỏm một cái vài cái này cái kia thôi, không được giảng dạy, không có được học luật lệ cư xử trong tăng chúng như thế nào. Và rất ít có vị mà hiểu. Thì sau này nhân tài ở đâu tài cũng không có được, khó lắm.
Và sau này như vậy thì sao? À, thì có những người không biết cái gì cả thì cái sự cung kính không có, mình cứ nghĩ là mình lớn tuổi rồi tu tập như vậy thì nó sanh ra rất nhiều những cái ngã mạn. Và dần dần thì chúng ta biết là cư sĩ giờ giỏi hơn cả chư tăng, nếu về nói về trình độ học vấn, nhiều vị vừa học ở đời rất là giỏi, vừa học đạo cũng còn giỏi hơn rất nhiều. Và cái đó là chúng ta phải thừa nhận một cách đó chắc chắn thôi. Nếu như mà chúng ta không có môi trường học hiểu thì sau này chúng ta dạy cư, chúng ta nói chuyện với cư sĩ bằng cách nào? Nếu như chúng ta không đủ trình độ, không đủ đức hạnh, không thông hiểu giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta nói ra như vậy thì chắc chắn cái sự ngã mạn này kia nó sẽ tuôn ra thôi. Và chúng ta rất khó để mà chấp nhận một cái sự thật. Và chúng ta sống với cái sự thật đó là điều rất khó. Đa phần là do không hiểu được cái cốt lõi của giáo pháp nên là chúng ta sống chỉ vẻ bề ngoài là chân thật chứ không có sự chân thật từ bên trong của chánh pháp đi ra. Mà đã không có sự chân thật từ trong chánh pháp đi ra thì tất cả giới hạnh, lời nói của chúng ta đều trước sau gì đó cũng đổ bể hết. Nó chỉ được một vài người gọi là dạ con thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư trong đầu tràng, chúng con không còn nghe âm thanh của sư nữa ạ. Dạ cảm ơn sẵn đông. Dạ sư có nghe được âm thanh của con cũng thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Con kính dâng mic đến sư. Dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu ạ. Dạ kính chào tâm hạnh, kính chào Sati Amata vừa vào đầu tràng. Dạ một lần nữa chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn cầm mic trở lại ạ. Nếu sư nghe được âm thanh của con, sư cho con xin tín hiệu ạ. Dạ cảm ơn Châu Phan. Dạ kính chào Trí Đăng, kính chào Bảo Khanh, kính chào xin ngồi nghe dư vào đạo tràng. Dạ không thấy tín hiệu gì của sư hết. Cảm ơn Châu Phan. Dạ kính chào Xuân Lan dư vào đạo tràng. Dạ, Nhật Bình không dám buông mít xuống sợ nhiều vị tưởng nông mãi mình có vấn đề. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ Đại Đức Trại Nhẫn có nghe được âm thanh con, cho con một tín hiệu để con kính dâng mít đến sư ạ. Rồi vậy là sư không nghe gì hết. Chắc Nhật Bình phải mời Rạng Đông cầm mít nghe gì một chút xíu để sư trở lại đạo tràng. Dạ sư không nghe, sư cũng không thấy. Dạ còn sư trong room á Châu Phan, còn cái nick của sư trong room, nhưng mà sư không nghe, sư cũng không thấy câu chat của mình nữa rồi. Dạ. Bây giờ mời Rạng Đông nha, mời Rạng Đông cho nghe gì một chút xíu đi, có sợ có thể là sư bị kẹt mic rồi. Dạ, mời Rạng Đông.
Nó lên cái gì? Nó lên cái sự là tiếc nuối, xót thương cho chính bản thân mình. Là cái gì? Là cái những người hành khách lỡ chuyến đò. Ngay là khi Đức Phật này ra đời, mình không biết mình lúc đó mình ở đâu, mình dễ vui, mình không chịu làm phước thiện, không được sanh vào cái kỳ đó, mình dễ vui, lỡ chuyến đò đó. Một cái sự tiếc nuối mà là tâm trạng của tất cả chúng tăng ngồi ở đây cũng đều là như vậy. Thì thôi bây giờ mình ráng không quý vị, mình ráng chuẩn bị cho chuyến đò sắp tới. Đức Phật là Di Lặc á, Đức Phật Di Lặc là cái chuyến đò cuối đó nha, ráng nha, nghĩa là đừng có để mà lỡ đò đó nha. Cái này mà lỡ nó là quy á. Cho nên bây giờ chúng ta phải thường xuyên là sao, đi chùa làm phước, đi chùa kỳ viên để nghe pháp, để mà chuẩn bị những cái vị hành khách này, những vị lữ hành này là chuẩn bị là khi mà Đức Phật như là Di Lặc mà ra đời á, là có dịp gặp Đức Phật để mà đánh lễ nghe pháp của ngài. Còn nếu mà dễ vui không đi chùa ngày kia chỉ nghe pháp là coi chừng trễ đò nữa đó. Thì nghĩa thứ tư là quý hiếm, có nghĩa là như vậy đó, quý hiếm vô cùng là quý hiếm. Ý nghĩa sau cùng, ý nghĩa thứ năm là châu báu, có nghĩa là đem lại cái sự hoan hỷ, đem lại cái lợi ích. Châu báu là những gì đem lại cái sự hoan hỷ và đem lại lợi ích. Thì chúng ta nếu mà mỗi vị nào mà có một viên ngọc quý thì sao? Mình cảm thấy mình rất là vui và đem lại an lạc cho mình nữa. Thì không có một cái châu báu nào ở trong cái tam giới này mà có đem lại an lạc bằng cái viên châu báu là Đức Phật. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta, chúng sanh trong toàn cõi nhân thiên này nhờ được nghe pháp của Đức Phật đó, mà tránh được các cõi khổ. Mình không làm điều ác, mình tránh được các cõi khổ đó, mình tránh được cái con đường khổ. Cái thứ hai, mình nhờ nghe lời pháp của Đức Phật và tu hành theo lời. Dạ thưa quý vị, có nghe rõ chưa? Alo, alo. Dạ thưa quý vị, nghe rõ chưa? À dạ tốt à. Dạ vì sư bạn cứ gọi ngang qua. Dạ, dạ thưa quý vị, cái từ má mê quá tí quá ta là một cái hợp từ má má cộng với e quá cộng với a tí quá xa. Nó thuộc về tính từ câu kệ này, tính từ thuộc về lam tánh và chia theo chủ cách số nhiều là có sự điều khiển dưới quyền lực. Còn cái từ quá tá là một cái danh từ lam tánh là điều ước muốn, sự kiểm soát quyền lực. Và hầu như cuộc sống này chúng ta đến với nhau, hầu như là chúng ta kiểm soát nhau, hay là chúng ta dò xét. Đa phần là chúng ta đến kiểm soát hay là dò xét, hay là mong ước, hay là tự mình trói buộc một cái điều gì đó trong tất cả các mối quan hệ. Chứ thực sự hiểu pháp vô ngã là vô cùng khó. Hiểu được pháp vô ngã là vô cùng khó. Và cuộc sống này chúng ta thấy đó, nó chỉ có 7 cái sắc ở bên ngoài, tức là cái sắc in vào mắt, cái sắc in vào tai, cái sắc in vào mũi, cái sắc in vào lưỡi, cái sắc in vào thân xúc chạm cứng mềm nóng lạnh này thôi. Và suốt cả cuộc đời, từ lúc chúng ta sanh ra và chết đi, hầu như chúng ta không bao giờ hiểu về nó là cái gì hết. Chúng ta vẫn thấy rất là hấp dẫn, mê hoặc. Và chúng ta dường như lúc nào cũng thấy có mình và có một con người nào đó, có ai ở đó. Và chúng ta rất muốn hiện hữu. Đời sau là cái gì thưa quý vị? Đời sau thì cũng chỉ kinh nghiệm những cái thứ này, giống như ngày mai quý vị thức dậy vậy thôi. Nếu như mà giác ngộ mà không được hiểu từ bây giờ, từ những khoảnh khắc này,
thì chắc chắn ngày mai chúng ta thức dậy thì cũng chỉ thức dậy bằng vô minh, bằng tham ái mà thôi. Nhiều hơn nữa, chứ không thể nào mà cạn đi được. Ủa? Sư bị rớt mất hả? Quý vị có nghe không? Alo? Alo? Nghe rõ mà. À dạ. Có khi nào mà, ngày nào mà chúng ta nhớ, ô, đây chỉ là đối tượng thị giác, khi mà cái thấy sanh khởi. Và chúng ta nhớ là luôn luôn ở trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, luôn 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 có thọ. Khi nào mà chúng ta nghe, và chúng ta thấy, ô, đây chỉ là âm thanh. Trước tiên là chúng ta phải nhận ra được cái đó, đó. Nhưng mà chúng ta thường mê mải trong đối tượng thị giác mà chúng ta quên mất cái kinh nghiệm nó. Đó chính là tâm thấy, tâm nghe. Chúng ta không biết ông chủ của nó là ai, mà chúng ta chỉ biết thỏa thích trong cái đối tượng thị giác, âm thanh, màu, mùi, vị. Mà chúng ta thích đó thì làm sao không sanh ra ngã mạn được, đúng không? À. Và chúng ta càng tu thì nó càng lạc đường, phải không ạ? Do không hiểu pháp nên là chúng ta có học giỏi đến mấy mà tâm của chúng ta nó toàn sân hận với ngã mạn, tham sân si, thì xin thưa với quý vị rằng nó không có đúng một chút xíu nào với lời dạy của Đức Phật hết á. Chúng ta học sai, sai thì làm sao mà có sự cung kính, có sự tri ân này kia, điều đó nó không thể xảy ra được. Còn khi mà nó đã hiểu pháp rồi, chánh pháp là luôn luôn, khi mà có chánh chi kiến rồi là ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, Tam Bảo, không thể thiếu được. Và cái sự ngã mạn đó, dầu vị đó có chăng nữa thì nó cũng không cho phép để xúc phạm người khác hay để ngông cuồng, để ngạo mạn. Còn nếu mà không hiểu thì sao? À, thì qua cái bài này chúng ta biết nè. Rồi tiếp theo nữa, cái từ ác xú, căn của nó là căn ác. Đó là tổng tha động từ. Thuộc số nhiều là mong cho họ sẽ lễ, sẽ là. Cái từ kích cha kích chê xú là hai cái hợp từ kích chá cộng với á kích chá, là một cái nhóm từ trung tánh. Ở đây chia theo định sở cách, số nhiều là trong mọi công việc lớn nhỏ, trong các bổn phận hay không phải bổn phận, mọi việc lớn nhỏ. Có nhiều vị lớn ở trong chùa thì chỉ thích mình cai quản hết mọi thứ, không có giao nhiệm vụ cho vị này, vị kia làm như thế nào, như thế nào. Nghĩ rằng mình à, giỏi số một. Và sau đó rồi thì sao? Sau đó thì mình làm mọi thứ không được, bắt đầu không ai làm hết thì mình lên mình xử. Mình lấy cái quyền hành của mình ra mình xử. Và cuộc sống của chúng ta rất là nhiều cái điều đó. Do vậy chúng ta, tại sao mà kinh tế của Việt Nam này nó cũng không phát triển được, đạo đức của Việt Nam nó cũng không phát triển được, con người của Việt Nam nó cũng không phát triển được, nếu nó cứ sống ở trong cái cái thế giới bảo thủ này. Kinh điển của Đức Phật chỉ chỉ ra cái tiêu đề thôi. Và chúng ta phải vận dụng rất nhiều cái sự nghe từ ngày này, người khác giải thích như thế này, như thế khác. Rất là nhiều, chúng ta phải nghe đủ, nghe đầy về pháp đó, thì chúng ta mới liễu ngộ được. Nếu không có cái pháp học đó,
Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đọc câu kinh cái là giác ngộ. Không, câu kinh là một cái tiêu đề, một cái gì, một cái cơ bản của nó thôi. Và chúng ta biết nè, cái bài kinh mà Chuyển Pháp Luân, Đức Phật thuyết 5 ngày cho 5 vị Kiều Trần Như, cả tối lẫn ngày, cả đêm lẫn ngày. Hỏi rằng bao nhiêu chữ, bao nhiêu từ trong đó, nhưng mà trong bài kinh thì sao? Chỉ có một đoạn ngắn thôi. Cái đoạn sau là các ngài ấy vô. Do vậy mà chúng ta chư Phật tử sau này mạng giết mới nhiều, mới mở ra thôi. Chứ ngày xưa đó là pháp mà chúng ta còn giấu từng chút một. Là tôi biết cái này để tôi thủ, khi nào mà tôi thuyết giảng giáo pháp cho cái hội chúng nào mà tôi thuyết giảng thì tôi mới đưa cái đó ra thôi. Nhưng mà xin thưa mấy quý vị, giáo pháp của Đức Phật, trí tuệ là mênh mông, bạn không thể nào mà xài được hết cái nguồn năng lực của trí tuệ. Chính vì vậy Đức Phật là bậc toàn giác lên là ngài cũng không thể xài hết được cái nguồn năng lực của trí tuệ đó. Mà ngài chỉ lấy cái cốt lõi của Tứ Thánh Đế và ngài giảng pháp để mà những cái tiêu đề này để giác ngộ thôi. Chứ còn chúng ta thấy trí tuệ người ta tạo ra những cái máy bay vũ trụ này kia, nó là mênh mông. Nhưng mà cái đó nó không đưa đến giải thoát, không đưa đến viễn ly, không đưa đến ly tham. Nên do vậy là cái ngã mạn là cái sự chặn đứng cái con đường giác ngộ. Không bao giờ mà, nếu mà chúng ta không có thấy cái điều đó là nguy hiểm thì nó không thể đưa đến cái sự giác ngộ được. Và ngã mạn á, nó rất nguy hiểm là nó không bao giờ có tâm từ bi với ai hết. Có ngã mạn thì không bao giờ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả nó lớn mạnh được. Và chúng ta biết là ngài này có cái hay đặc biệt, người cư sĩ này có cái hay đặc biệt, vị sư này có những cái hay đặc biệt. Chúng ta phải mở rộng tâm hồn của mình để lắng nghe diệu pháp. Còn không, cái con đường ngã mạn nó chỉ chặn đứng chúng ta ở đó thôi. Tiếp theo nữa là cái từ kích chá là việc, công việc, bổn phận, cái gì đó nên được làm. Và á kích chá là không. Và cái từ kích mít chí là cái đại từ trung tánh, chia theo định sở cách là ở hay là bất cứ việc gì. Ý tí ba lát sát Sankappo Ichha Mano Chak Vatthati. Cái từ Sankappo là chúng ta biết rồi, danh từ năm tánh chủ cách là sự suy nghĩ. Suy nghĩ ở đây chính là suy nghĩ. Nó cũng là một cái chi của Bát Chánh Đạo nữa ha. Ichha là một cái danh từ lữ tánh chủ cách là tham muốn. Tham muốn. Mano, mana, danh từ lam tánh chủ cách là cái sự ngã mạn. Vuttati là một cái động từ chia theo thể hiện tại là tăng trưởng. Và ngài Thích Minh Châu ngài dịch là mong cả hai tăng tục nghĩ rằng chính ta làm
trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta. Người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Trong công việc nhà của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta làm chồng làm vợ hay là ở môi trường nào cũng vậy, hầu như cái dấu ấn ta và của ta lúc nào cũng ẩn hiện ở trong mọi cái hoàn cảnh sống của chúng ta. Và cái điều đó nó đem đến rất nhiều cái sự tai hại, cái sự ngạ mạn, cái sự ganh tị, cái sự dò xét bẩn thỉu nơi tâm của mình. Có cái gì đâu thưa quý vị, giáo pháp của Đức Phật nó rất là trong sáng. Đức Phật dạy quán tâm thì có thiện thì biết là nó thiện này không phải của tôi, có bất thiện thì thiện bất thiện này nó không phải của tôi. Nó thật là đơn giản, nhưng mà chúng ta không đơn giản với nó, tức là tâm của chúng ta luôn hình thành nó lên thành cái gì đó, chứ Đức Phật đâu có dạy là mình hình thành cái gì đâu. Và kính chư đại đức tăng, kính bạch hội chúng, câu kệ này thì nó phải hai câu kệ nó mới đúng, nó mới đầy đủ. Là Đức Phật thuyết cái câu số 73-74 là ham danh không tương xứng, chức vị tỳ khu trưởng, quyền hành tại chùa chiền, lễ vật ngoại nhân chúng, mọi việc chính ta làm, tăng tục cả hai bang phải tùy ta sắp đặt, từng chi tiết nhỏ nhặt người ngu chỉ bao hàm, càng ngã mạn tham lam. Và câu kệ pháp cú này thì được Đức Thế Tôn khi ngài thuyết ra, khi ngài ngự ở trên Tháp Bát Nhã và đề cập đến đại đức Thiện Pháp Xuất Thâm Mát. Và một cái cận sự nam, và cái chuyện đó thì phát khởi từ cái thành gọi là Pachika Sambha, về sau rồi chấm dứt ở cái thành Savatthi. Và trong cái thành Pachika Nanda này có một cái cư sĩ tên là Chitta đó, và sau này vì đó đắc A-la-hàm đó, khi mà trông thấy đại đức Mahanama thuộc cái nhóm của vị Kiều Trần Như đang trì bình khất thực với cái tướng mạo rất là trang nghiêm, thì sanh lòng tín ngưỡng và vì đó đến và nhận rước bát và thỉnh đại đức vào nhà để cúng dường những cái thực phẩm. Và sau khi đại đức thọ thực xong thì đại đức mới thuyết pháp cho nghe, khiến ông ta đắc quả Tư Đà Quần. Và với cái đức tin kiên cố thì ông muốn kiến tạo một cái ngôi vườn để mà ngôi vườn du ngoạn của mình, tên là Ambana Kawanara, thành một cái già lam của chư đại đức tăng. Mỗi khi các ngài đi đâu đó, các ngài đến để nghỉ mát, và lên ông làm lễ dâng cúng cái ngôi vườn này bằng cái cách mà xối nước lên tay của đại đức Mahanama, và mới nguyện rằng là ngay trong cái xác la này xin cho chư Phật Pháp được thành tựu. Nước xối vừa hết thì khắp mặt địa cầu này nó đều chuyển động. Và tiếp theo đó thì nhà có đại gia sản lo sửa cái ngôi vườn và lập lên cái ngôi đạo tràng đại tự, là cái nơi mà lúc nào cũng có mở rộng cửa mà đón tiếp những cái khách tăng từ tứ phương tới. Thì đại đức Xuất Thâm Má được cử làm cái vị trụ trì ở cái xứ Machika Sanh Đá này. Và khi hay tin vị thượng thủ Tinh Văn và Đức Thế Tôn đi đến gần, ông Chích Tá ra đi một quãng đường xa thì nghinh tiếp và đưa ngài vào chùa, lo phục dịch cho hai cái vị khách tăng này và tẩy trần, dâng nước, giải lao xong thì ông Chích Tá này ngỏ lời với Đức Pháp Chủ Thâm Má Senapati này: bạch ngài, con ao ước được nghe thuyết pháp đã lâu, thì xin ngài từ bi hoan hỷ ban bố cho con một thời một vài lời. Thì khi đó đại đức Sariputta đáp này: này ông thiện nam, chư tăng chúng tôi còn mệt mỏi vì đi đường xa nên là chỉ thuyết chút ít ỏi thôi,
Vậy ông hãy lắng nghe. Và trong lúc mà vì pháp chủ thuyết pháp thì ông Chí Tá này lắng nghe và đắc cái quả A-la-hán. Và đến cuối thời pháp thì ông đảnh lễ cái vị thượng thủ tinh văn. Bạch ngài này, con xin cung thỉnh hai ngài cùng với một số 1000 vị tỳ khưu để mai thọ thực ở nhà con. Thì những vị khách tăng trước rồi sau đó là ông Chí Tá mới mời đến thỉnh chư tăng trước, nên mới sau đó thì mới mời cái vị trụ trì đại đức xuống thăm má này. Chúng ta thấy cái sự ganh tị, cái sự ấy nó chỉ là một cái chuyện rất là nhỏ thôi, chỉ mời sau mời trước thôi. Bạch ngài, con xin cung thỉnh ngài ngày mai đi chung với hai đại đức và cho rằng mình bị mất mặt vì được thỉnh sau các cái vị khách tăng, vị trụ trì rồi dặn là từ khước. Mặc dù thí chủ ông Chí Tá này vang lại khẩn khoản thì đại đức cũng không có đồng ý. Và thấy như vậy thì ông Thiện Nam Chí Tá này ra về với cái lời từ giá, bạch ngài, xin ngài thông cảm đừng con. Thì ngày hôm sau thì ông Chí Tá ở nhà lo sắp đặt những cái lễ trai tăng rất là long trọng. Và từ tàu mở đất thì vị trụ trì của chùa cũng ngồi không yên, tâm rất là bấn loạn. Và nghĩ thầm để sáng mai ta đến nhà thí chủ xem ông ta cúng dường hai cái vị thượng thủ tinh văn những cái lễ vật như thế nào để cho biết. Và quý vị đừng nghĩ là đó thời Đức Phật cũng có và thời nào cũng vậy thôi. Tâm bất thiện thì nó sanh ở mọi hoàn cảnh sống. Cái điều này chúng ta không thấy gì là phức tạp cả. Có điều có hiểu hay không có hiểu thôi, chứ còn pháp nó vẫn vậy mà. Chứ chẳng có ai tốt đẹp gì ở trên cuộc đời này cả. Lúc này cái tâm này nó xấu, nó sanh khởi ở đây. Lúc khác thì cái tâm thiện nó sanh khởi ở kia. Cái thấy nó sanh khởi ở đây, cái nghe nó sanh khởi ở đây. Cái thấy nó sanh khởi ở kia, cái nghe nó sanh khởi ở kia. Nó chỉ là nhiêu đó thôi. Không có ai xấu đẹp ở đây đâu. Nó chỉ là từng khoảnh khắc. Khoảnh khắc của ngã mạn thì không phải là khoảnh khắc của tham ái. Khoảnh khắc của tà kiến thì không phải là khoảnh khắc của sân hận. Khi mà chúng ta hiểu ra được nó thì cuộc sống của chúng ta nhẹ nhàng lắm. Và thế là trời, khi trời sáng xong thì ông đại đức Xú Thâm Má này đắp y bác đi đến nhà của ông Chí Tá, nhưng mà không chịu ngồi. Mặc dầu gia chủ có những cái lời thỉnh, nhưng mà đại đức nói rằng ta không ngồi đâu, ta sẽ đi trì bình khất thực. Nói rồi đại đức đưa mắt nhìn xem những cái lễ vật đem cúng dường đến hai vị thượng thủ tinh văn, và có ý muốn xúc phạm đến cái dòng dõi gia chủ, mới bảo rằng này gia chủ, những cái lễ vật cúng dường của ông chậm thể quá, nhưng mà hiềm vì còn thiếu một món. Thế bạch ngài, vậy còn thiếu món chi? Bánh mè. Gia chủ ạ, nghe lời châm chích khiếm nhã thì ông Chí Tá này mới thuật cái chuyện ngụ ngôn con quạ và con gà mái. Thì có khuyên cái vị trụ trì thốt ra những lời đạo đức như Phật ngôn chẳng hạn, chứ đừng dùng những cái tiếng nóng như là tiếng bánh mè. Và khi mà chúng ta tức giận ai đó hay là những cái người lớn hơn chúng ta đó, chúng ta hay sắt mé hay là dùng những cái từ rất là thâm độc mà nói những cái ẩn ý mà rất là xấu xa. Cuộc sống của chúng ta là như vậy. Cái tâm bất thiện bao giờ nó ẩn tàng ở trong đó, nhưng mà tại vì chúng ta không muốn nhìn nó thôi, chứ còn ai cũng đầy rẫy những cái điều đó hết thôi quý vị. Tại sao chúng ta cứ muốn mình tốt đẹp? Mà các pháp thì nó phải từng khoảnh khắc. Đó là chúng ta thấy một cái thấy rất là sai lầm, phải không? Và lúc này đại đức Xú Thâm Má bất mãn còn nói này thêm, vì đổ lỗi cho ông cư sĩ dám so sánh mình với con quạ. Này gia chủ,
ta sẽ ra khỏi đất chùa của ông liền bây giờ đấy. Mặc dù ông Chích Tá hết sức phân trần, dám nói thượng và yêu cầu đại đức xuống má đến 3 lần thì đại đức cũng bỏ đi về chùa. Đi về sau Sawatthi thi đảnh lễ Đức Bổn Sư và tường trình cái cuộc đấu khẩu giữa đại đức và ông Chích Tá. Và tưởng là Đức Bổn Sư bên, nhưng mà đâu phải. Đức Bổn Sư phán rằng Cần Sự Lan, Cần Sự Nam của ông á, là cái người đức tin trong sạch, và ông lại đổ thô lỗ, cọc cằn, miệt thị người ta. Phán rồi Đức Thế Tôn mới triệu tập tăng chúng, dạy tục tuyên ngôn, khuyến cáo rằng nhắc nhở về Bát Tí Rát Ni Giá Căm Măng. Đại Đức Xú Thâm Má, bài tuyên ngôn bằng Bali. Và ở đây thì trong cái tạng luật nó có, thưa quý vị. Và sau khi Ngài Xú Thâm Má thấy cái lỗi của mình mới sám hối chư Đại Đức Tăng, thì Đại Đức còn phải vâng lời Đức Bổn Sư trở về chùa chịu lỗi với Chích Tá cư sĩ. Ở đây cho chúng ta thấy, nếu mà chúng ta không có học hiểu đúng giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta chỉ nhận của cúng dường, chúng ta dần dần chúng ta không có biết tôn trọng, và chúng ta cứ nghĩ rằng cái người cư sĩ bắt buộc phải như thế này với ta. Rất là nguy hiểm. Và về chỗ cũ, để giáp mặt với ông cư sĩ Chích Tá này, thì Đại Đức nói: này gia chủ, ta đã biết lỗi, người hãy miễn lỗi cho ta. Nhưng gia chủ Chích Tá từ chối không chịu tha thứ, nói rằng con không thể tha thứ. Đại Đức Xú Thâm Má ngỡ ngàng quá không mở miệng được, vì nhớ lại cái chuyện mình đã cương quyết bác bỏ lời thỉnh cầu của ông ta, thì Đại Đức đàm thinh quay về Sawatthi một lần nữa. Và vẫn biết là vị tỳ khu này cống cao ngã mạn, nhất định không có chịu nổi với cái thiện nam. Thà là đi suốt cái quãng đường xa 30 do tuần rồi trở về không. Nên Đức Bổn Sư để cho đi mà không chỉ dạy cách thức xin lỗi làm sao cả. Thì khi Đại Đức trở về Chê Quá Tá thì Đức Bổn Sư mới phái một cái tỳ khu khác cùng đi với Đại Đức để mà giúp cho Đại Đức tự thắng được cái tính ngã mạn, và dạy rằng ông hãy đi chung với cái ông này để đến đó để xin lỗi cái ông thiện nam. Và Đức Bổn Sư còn nhấn mạnh thêm rằng hễ là sa môn thì không nên nghĩ quấy như vậy. Chùa của ta, đạo tràng của ta, thiện nam của ta, tính nữ của ta, hoặc là lộ vẻ kiêu căng tật đố vì làm như thế thì các thứ phiền não, nhất là tật đố và ngã mạn, tự nhiên tăng trưởng thêm. Kết luận xong thì Đức Thế Tôn thuyết cái pháp thoại, Ngài chấm dứt bằng cái bài kệ nè: ham danh không tương xứng, chức vị tỳ khu trưởng, quyền hành tại chùa chiền, lễ vật ngoại nhân chứng, mỗi việc chính ta làm, tăng tục cả hai bang phải tùy ta sắp đặt, chi tiết nhỏ nhặt người ngu chỉ bao hàm, càng ngã mạn tham lam. Đó là bài kệ ở đây, thưa quý vị. Mới 50, còn 10 phút nữa, đỡ quá. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, ngã mạn thì tới A-la-hán mới chấm dứt được cái tâm ngã mạn này. Bởi vì ngã mạn nó là một cái pháp rất là vi tế, rất là vi tế. Cái tà kiến thì nó được diệt ở ngay cái thánh đạo đầu tiên, đó là Tu Đầu Quần. Nhưng mà cái ngã mạn thì nó ăn rất là sâu, mà đến đạo quả A-la-hán thì mới được chấm dứt. Mới được chấm dứt. Và chúng ta bao giờ cũng vậy. Cuộc sống của chúng ta luôn luôn là muốn thể hiện mình. Luôn luôn là muốn thể hiện mình.
Chúng ta luôn luôn thể hiện mình ở đám đông. Tại vì hoặc là chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta chưa có thể hiện mình ra mà thôi. Chứ còn tâm của chúng ta thì nó luôn luôn muốn thể hiện mình. Thể hiện cái tôi, thể hiện cái ngã mạn. Ngã mạn nó là một cái loại phiền não. Nó dương cao, nó phất cờ, nó so sánh. Và nếu mà nó thấp kém quá thì tâm nó trở rút ra, nó trở thành tự ti mặc cảm. Còn khi mà nó có cái điều kiện để mà nó phát khởi về danh hay là về lợi thì nó biểu hiện ra rất là nhiều, hay là về kiến thức. Khi mà kiến thức mà nó giỏi rồi, dần dần quen rồi thì nó muốn chửi ai chửi, muốn nói gì nói. Và những cái người nghe giết rồi cũng quen. Và cái tánh của mình đi đâu mình cũng trở thành một cái thói quen đó. Phiền não thì nó ở trước mặt chúng ta thôi. Nó rất khó thấy phải không? Nhưng mà nó hiện khởi suốt cả ngày đó. Và chúng ta biết là một người ham danh mê lợi mà gặp người trí thì các ngài có một ngày nào đó các ngài còn vất nó bỏ đi được. Chứ còn đối với người ngu mà có danh lợi cho chúng rồi thì chỉ có chết thôi, chỉ có làm khổ tăng chúng thôi, chỉ có làm khổ cái hội chúng đó thôi. Đời này đâu phải cái gì mình cũng biết, cũng làm được hết đâu thưa quý vị. Không có chuyện đó xảy ra được. Chúng ta chỉ giỏi trong một cái điều nào đó. Và chúng ta nếu mà muốn tốt, chúng ta phải là cực giỏi một cái điều đó. Giỏi thật sự. Và rồi những cái kia là chúng ta chỉ phát hiện ra chúng và chúng ta chỉnh chúng thôi. Chúng ta không thể bao đồng hết được, thưa quý vị. Người nào mà bao đồng mọi thứ, cái gì cũng biết đó, là người không biết gì đâu. Và chúng ta biết nếu mà cái người mà ngã mạn á thì nó thể hiện ra cái giọng nói, thể hiện ra cái thân tướng, cái sự quát tháo, cái sự bắt buộc, cái sự áp đặt rất là nhiều. Đối với con cái, đối với người đệ tử, đối với bạn bè. Và nhất là mình làm ở quyền cao chức trọng,
Và cái người ngã mạn thì họ là thỏa thích với điều mà họ ai có được. Họ không biết được thế giới là bao la. Họ không biết rằng là con đường vun bồi trí tuệ họ không biết được tất cả các pháp hữu vi là vô thường, là khổ, biến hoại, là thay đổi. Không có gì có thể nắm vững được. Cái người ngã mạn thì họ rất thích là sai khiến, rất thích được chiều chuộng, rất thích là người khác phải mang ơn mình. Rất thích trói buộc người khác, rất thích người khác đàm theo cái quan điểm trái khuấy vậy đuôi của mình. Và họ không thích tiếp thu lắng nghe. Qua đây thì chúng ta thấy Ngài Suttamá đó, cư sĩ Chích Tá đắc A-la-hàm rồi. Như vậy chúng ta thấy Bậc Thánh nó không phải là cái vị tỳ kheo không? Thời Đức Phật, các cư sĩ thời nào cũng vậy. Mình thuyết pháp ở đây, mình đừng có nghĩ rằng cư sĩ người ta dốt. Không phải đâu, thưa quý vị. Sai lầm lắm. Cái người được nghe đó, cái người được nghe cái nói pháp á, về nhà người ta phát triển lên, thậm chí người ta còn đắc trước các sư rất là xa xôi nữa. Nên là ngã mạn á, đôi khi á, mình gặp cái cư sĩ, các bậc thánh cư sĩ, người ta nói pháp cho mình, nói pháp mà mình nghĩ cái người cư sĩ này không có đáng để nghe, nên thành tựu mình mất cái cơ hội, mất cái cơ hội phát triển hiểu biết. Nên là cái sự ngã mạn chúng ta biết nè, nó làm cản trở cái con đường phát triển trí tuệ, mà nó chỉ làm tăng chữa cái bất thiện pháp. Và nhất là chư vị tỳ kheo thì Đức Phật dạy rằng là đã là vị tỳ kheo thì Đức Phật dạy cái hạnh giống như đất vậy đó, giống như nước, giống như lửa, là gì? Là kham nhẫn, là chân thật, là gì? Là từ bi, là từ ái, là sự không ham học hỏi, là sự biết lỗi. Chứ không phải là mình là vị tỳ kheo rồi, mình muốn nói với người cư sĩ như thế nào thì nói, hay là mình muốn xúc phạm như thế nào thì mình xúc phạm, hay là mình là một vị lớn có danh có quyền, mình muốn nói cái gì mình chỉ theo cái ý của mình mà không theo pháp, không theo luật, thì điều đó nó sẽ gây tai họa. Do vậy mà Đức Phật dạy cái câu kệ này là gì? Là đưa danh không tương xứng, thức ngồi trước tỳ kheo, mong cả hai tăng tục thấy được việc ta làm, đúng không? Nghĩ rằng chính ta làm, trong mọi việc lớn nhỏ phải theo mệnh lệnh ta, người ngu nghĩ như vậy, dục và mạng tăng trưởng. Đó là thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sinh nên chúng con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc,
chư Dạ So Long Vương Càng Thác Bà Súc Sanh Ngạ Quỷ Phi Nhân Atula Diêm Chúa, và kính chia phước lành này đến tất cả quý cô tu nữ đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học số 74 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức. Dạ, không biết thượng tọa. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Không biết thượng tọa còn trước máy không? Dạ, con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con. Thượng tọa minh dạ. Dạ, con kính thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho rung chúng con được trọn nguyện phước báo. Dạ, con thấy có bàn tay của sư. Bhavatu sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha sabba dhamma sabba sangha nupavena sarasuti bhavantu te tất cả phước báo hằng có đến người. Xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya le wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na bu ta su khi ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa ti cha te sa pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa mo tham ma tha ra cha vo kya la sang kho ho tu sa mak go wa Atha ya cha hi ta ya cha Amhe ra khan tu sắc tâm mô